Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhật Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhật Bá Hưng nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cặp đôi nhà đẹp nằm ngay đối diện với trường học, cực kỳ thoáng luôn. Con đường trước nhà lên tới 10m, đường cụt và cực kỳ yên tĩnh, an ninh. Đường rất rộng, thoải mái đậu xe hơi phía ngoài. Căn nhà mình nằm ngay trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nằm ngay đối diện với cổng trường học luôn. Cặp đôi nhà này thì một căn bên tay phải thì đang được giảm giá. Giá gốc của nó là 6,8 tỷ và bây giờ chỉ còn 6,5 tỷ thôi, giảm 300 triệu đồng. Và căn bên tay trái thì vẫn là giá cũ nha, 6,9 tỷ triệu đồng. Hai căn nhà rất đẹp, hướng nhà là hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Cặp đôi nhà này với diện tích đồng nhau, ngang 4m2 và độ dài là 16m, được công nhận đủ diện tích trong sổ. Cặp nhà diện tích rất lớn nha, giá thì cũng mềm rồi. Mặt tiền được làm theo kiểu cổ điển, lan can bằng hợp kim nhôm đối với căn nhà bên tay trái này, và bên này thì lan can được làm theo kiểu Cityland. Và đây là con đường ngay trước nhà mình nha. Con đường này có độ rộng lên tới 10m nha mọi người. Đường rộng và thoải mái đậu xe hơi. Các chủ nhà ở đây đều có xe hơi hết cả nha. Khu nhà mình toàn bộ là nhà có xe hơi hết. Và nhà ở đây toàn bộ là nhà đồng bộ cao tầng. Có căn thì xây vào 2018-2019 và hai căn nhà mình là xây vào 2020 và có căn đang ép cọc nha mọi người. Đường lên tới 10m, đường thoải mái đậu xe hơi phía trước này. Đường rất rộng và thoáng mát nha. Một khu nhà dân trí ở đông rồi nha mọi người. Căn bên này đã bán rồi nha, căn bên này bán hồi đầu năm. Và bên này đang ép cọc này. Chúng ta cùng di chuyển ra phía ngoài trường học nha mọi người ơi. Bên này đang ép cọc hai lô đất. Đường rộng và thoải mái đi lại. Ở đây gần với trục đường Lê Văn Thọ. Phía ngoài này là trục đường số của đường Lê Văn Thọ nha. Có 3 ngôi trường phía ngoài này, cấp 1, cấp 2 và cấp 3 nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có một ngôi trường cấp 2. Học sinh bây giờ đang tan học này. Ngôi trường cấp 2. Học sinh bây giờ tan học. Ngôi trường mới nha, và đây là trường chọn. Thì khi quý vị khách hàng nào ở xa mà mua về khu này, chúng ta có thể cho con cái học ở tại ngôi trường này. Học sinh đi học đường rất là thoáng nha mọi người. Đường ngoài này rộng và có công viên phía ngoài luôn. Chúng ta chỉ cần dọn về đây ở thì thoải mái rồi. Một khu nhà rất đẹp, có công viên. Học sinh tan học cực kỳ rộng, cực kỳ đông luôn. Rất sung nha, ngoài mặt tiền này buôn bán sầm uất luôn nha mọi người. Đây, học sinh tan học khu chơi thoải mái nha. Khu vực này cũng toàn là nhà cao tầng đồng bộ hết, khu nhà mình này. Và chúng ta cùng vào nhà đất Bắc Hưng di chuyển vào khu vực bên trong nha. Và chúng ta sẽ đến với căn nhà phía bên tay phải màn hình của quý vị nha. Căn phía bên tay trái thì giá hơi cao nên là Hưng sẽ gửi tới tất cả mọi người căn phía bên tay phải này đang giảm giá nha. Giá gốc của nó là 6,8 tỷ và bây giờ chỉ còn giá bán là 6,5 tỷ thôi, giảm 300 triệu đồng. Nhà mình sẽ có hai lớp cửa, một bộ cổng sắt cực kỳ chắc chắn phía bên ngoài và một lớp cửa nhôm Sifa bên trong. Ở khu vực không gian dưới tầng trệt này rất là dài và khủng khiếp luôn. Khoảng tầng trệt này nó dài phải đến tầm 8m, 8-9m, có thể đậu vừa hai cái xe hơi nha mọi người. Một khoảng cực kỳ khủng khiếp. Vì khoảng sân nhà mình làm bằng với khu vực không gian phòng khách luôn, được ốp gạch bóng kính gạch 80 nha. Phía bên tường bên này sẽ có một bộ tủ giày dép nha mọi người. Nhà mình hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Đây, một khoảng rất dài. Hai bên tường được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m. Và làm dán giấy tường, dán tranh, làm khung chỉ cực đẹp. Trên sẽ là trần thạch cao và đèn chùm. Một căn nhà xây theo mẫu cổ điển Cityland. Diện tích lớn, ngang 4m2, dài lên tới 16m. Và giá bán thì cũng rẻ rồi, chỉ có 6,5 tỷ thôi. Chúng ta di chuyển vào trong đây sẽ có khu vực cầu thang. Đối diện với cầu thang một bộ tủ rượu bằng gỗ sồi này.
làm cũng rất đẹp nha, giá thì cũng rẻ rồi. Với trụ và tay vịn là gỗ sồi, được ốp đá hoa cương, kính dày một phần. Cầu thang nhà mình vẫn như thường lệ, vẫn là cầu thang zig zag làm với độ rộng 90 phân và mỗi nhịp thì khoảng tầm 15 phân nha. Không gian phòng bếp ở đây chúng ta sẽ được chủ nhà bố trí rất đẹp. Hai bên tường được ốp gạch lên cao hết tường và bộ tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi. Trên là trần thạch cao và đèn chùm. Sàn vẫn là sàn gạch bóng kính gạch 80 nha. Nhà mình diện tích lớn, khoảng để tủ lạnh cũng rất lớn này. Bộ tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi, làm cực đẹp, ốp đá và bên trên được dán gạch nha. Phía trong này chúng ta có khoảng rửa tay và một cái giếng trời rất là rộng lớn nha. Đây, giếng trời khoảng tầm 3m2 làm thấu lên sân thượng. Và căn nhà này thì có đầy đủ công năng sử dụng như là khu vực tầng lửng, 4 phòng ngủ, 5 toilet, khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Diện tích rất lớn luôn. Đây, phòng dưới rất đẹp này. Và chỉ chờ quý vị đến tham quan và sở hữu căn nhà này thôi. Hai căn, một căn là 6 tỷ rưỡi và một căn là 6 tỷ 9 nha. Giá vẫn còn thương lượng với những anh quý vị nào thiện chí mua. Và chúng ta cùng bác Hưng tiến lên tầng lửng. Nhà mình bố trí khu vực tầng lửng này có toilet luôn. Như vậy thì có 6 cái toilet trong căn nhà này, làm rất là hợp lý. Tường bên này được bố trí xây tường 20 làm để làm tủ rượu nha. Sàn gạch giá gỗ. Và trên thì có đèn chùm trần thạch cao. Đất ở đây thì đã bán lên tới 4 tỷ 4 rồi, một nền rồi. Mà nhà thì có 6 tỷ rưỡi thôi, cũng rất hợp lý cho những quý vị nào đang có nhu cầu mua ở nha. Thì khi chúng ta mua nhà thì sẽ rẻ hơn tiền mình mua đất xây lên. Chúng ta tính đi, nếu mà xây căn nhà thì khoảng tầm lên tới 2 tỷ. Và đất đã 4 tỷ 4 rồi thì nó cũng phải rơi vào 6 tỷ 4 và chưa trừ công nhà mình ăn nằm công trình để thi công xây dựng và chăm coi đồ đạc nữa. Phải 6 tháng mới xong một căn nhà như vậy. Vì gia chủ này mua đất lâu rồi nên là giá mềm hơn bây giờ, rồi cũng chào giá bán cũng rẻ hơn với giá thị trường khoảng tầm 5 đến 700 triệu đồng. Và anh chị nào đang quan tâm đến căn nhà diện tích lớn, đường rộng, đối diện trường học rất là đẹp này thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà bác Hưng để được bác Hưng dẫn đi xem và sở hữu nha. Nhà bác Hưng với đội ngũ đông đảo tư vấn nhiệt tình tận tâm sẽ giúp cho anh chị khách hàng tìm được những căn nhà hợp lý nhất và làm giá tốt nhất trên thị trường. Với đội ngũ đông đảo, bên Hưng làm giá cực tốt luôn, sẽ được giảm giá từ 2 đến 700 triệu đồng nếu quý vị liên hệ tới bên Hưng tại quận Gò Vấp nha. Và quận 12 thì từ 2 đến 300 triệu đồng. Đây là phòng ngủ phía trước này, phòng ngủ số 1 nha. Trần thạch cao và hai bên tường được dán giấy cũng như làm khung chỉ. Sàn gạch bóng kính gạch 80 nha mọi người. Ban công đúc 1m2. Nhà mình làm tủ âm tường. Đây, tủ âm tường có sẵn đường ống máy lạnh rồi. Phòng rất rộng lớn và khu nhà đẹp của trục đường Lê Văn Thọ. Đối diện với 3 ngôi trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Toilet thì có bồn cầu lavabo này. Và có vách ngăn tắm đứng, gạch thì ốp cao hết tường, sạch sẽ và đẹp nha. Và phía sau của nhà mình là phòng ngủ số 2 nha. Phòng ngủ số 2 ở đây thì được chủ nhà làm cũng cực đẹp, cực kỳ sáng và mát này. Có cửa sổ ra dưới trời và toilet riêng hết. Và chúng ta cùng nhau tiến lên khu vực phòng lầu 2 xem sơ qua và cùng nhau tiến lên khu vực lầu 3 sân thượng nha. Đây có dán tranh phong thủy này. Đầy đủ nội thất. Đầy đủ nhưng mà thiếu nội thất nha. Phía sau này cũng giống như vậy. Và chúng ta cùng nhau tiến lên trên đi. Trời thì đang âm u, sắp chuẩn bị mưa rồi nha mọi người. Nên là Hưng sẽ quay sơ cho cả nhà cùng xem thôi. Đây là phòng thờ nha. Trên này đúc hết luôn. Phòng thờ rộng. Và phía trên được chủ nhà đúc luôn nha. Phía ngoài sẽ là sân thượng trước, được chủ nhà ốp gạch sạch sẽ rồi này. Nhà kế bên làm thấp hơn căn này,
Do vậy thì căn kế B sẽ không thoáng bằng căn này đâu, căn này làm cao hơn. Phía sau là khu vực giặt và sân phơi đồ, có lợp mái phía trên rồi và khung sắt bảo vệ rồi nha. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý vị khách hàng nào xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân của bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.